Xin chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì Nhan cho biết mình là một seller bán hàng sách tay. Facebook của mình là Facebook bán hàng gác. Còn không là các bạn vào cái bài của mình. Bài của mình là bài Super Gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bài thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào thì các bạn gửi hình cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Qua lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đồng hồ đến từ thương hiệu Rolex. Thì cái em này là phiên bản kiểu như là đồ cổ thôi mọi người. Thì mình muốn giới thiệu và nói sơ về cái đồng hồ này cho mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái đồng hồ luôn nha. Đây mọi người, đây là cái hộp của Rolex nè. Bình thường Rolex thì bây giờ là cái hộp nó là màu xanh lá cây, nhưng mà ít có ai biết được cái hộp này mọi người ha. Nói chung là cái này là từ cái đời mà gọi là sản xuất cuối của năm 1990 luôn mọi người. Thành ra là nó rất là hiếm, nhưng mà khách này á xài rất là kỹ các bạn ha. Cái hộp mà họ vẫn còn giữ nè. Nó cũ theo thời gian là mọi người nè. Và đây là cái mã của nó là 69173. Đó, vẫn còn cái mã của nó luôn mọi người ha. Và cái hộp của nó in kiểu giống như là mấy cái ngọc trai mọi người. Những cái ngọc trai này á, là sau này những phiên bản mà cái mặt dial mà khảm trai nó sẽ có những cái phần này nè mọi người ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên trong cho mọi người xem. Thì bên trong vẫn còn sổ sách nè, còn cái mã code mở đồ nè, 69173. Đó, tất cả đều vẫn còn sổ sách này nọ luôn mọi người. Đây mọi người nè, nó có một cái bill. Cái này là cái bill của Rolex luôn mọi người. Nói chung cái này, những cái này như là cái hàng hiếm vậy mọi người thấy không? Các bạn thấy không? Tất cả đều còn bill còn rồi nè. Và đây là giống như là những cái bạn như cái này giống như là mấy cái passport của mình đó mọi người, nó hay in cái lỗ được nè. Và đây là những cái này mình nghĩ rất là thông số của nó, hoặc là mấy cái bộ máy của nó mọi người, nó sẽ cắt ở trên đây luôn. Thì nói chung là mỗi cái Rolex mọi người nó làm á, nó sẽ có một cái mã code riêng của nó để nó đánh dấu là nó sản xuất vào năm nào và nó ở đâu thì nọ. Nói chung là đó, tất cả khách vẫn còn giữ rất là kỹ luôn mọi người. Thì cái này á mọi người, khách thanh lý lại để mà khách muốn lên cái đời mới đó. Thì mình cũng nói khách đó là cái này là phiên bản kiểu như là mình để càng lâu nó sẽ càng có giá trị hơn. Nhưng mà kiểu như là khách thấy là cũng dư mọi người, là khách bán. Và đây là cái bốc của nó mọi người nè, cái bốc là bốc đời đầu. Nhưng mà thoạt nhìn là khi mà đăng lên á mà ai không hiểu á, nhìn vào thì tưởng giống như là đồ pha ke mọi người, nhưng mà thật ra không phải mọi người. Đó, nó là thập niên 1990, nó sản xuất cuối năm đó. Thì nói chung là bây giờ là tầm khoảng 30 mấy năm rồi. Thì các bạn thấy không, càng cái thời gian nó càng lâu mọi người thì cái đồng hồ nó càng có giá trị. Và mình thấy cái đồng hồ này đã ba mấy năm rồi nhưng mà nó vẫn rất là bền nha mọi người. Đây, bây giờ ở bên trong mình thấy không, nói chung ở bên trong thì nói chung là rất là bình thường, đơn giản. Cái phần này mọi người nè, nó là một cái lớp nhung nè để nó tránh cái việc mà ma sát với cái đồng hồ mọi người. Đó, nó có một cái đồng hồ. Và bên trong là còn cái tag luôn mọi người nè, tất cả các tag nè. Đó, khách đều giữ lại hết luôn, nguyên vẹn hết mọi người ha. Đó, giấy tờ này nè. Cái này mình nghĩ chắc là khách mua ở bên store Nhật các mọi người. Quay lại cái đồng hồ mọi người nè ha. Cái đồng hồ mọi người để ý nè, nhìn rất là mới và rất là đẹp luôn. Nói chung là mình thấy là mấy chục năm rồi mà cái đồng hồ khách xài vẫn còn rất là kỹ. Đó các bạn thấy không? Không có một cái vết gọi là chày luôn mọi người. Mặt của nó là size 26mm nha mọi người. Và đây là nó có một cái viền vàng mọi người nè. Tất cả là viền vàng và cái phần dây này vàng hết. Cái này là vàng 16K và là vàng nguyên khối mọi người. Còn cái phần những cái phần thép này ha, là thép không gỉ thôi. Còn mình thấy nè, đó, những cái phần mà cái phần khóa nè, hay là những cái phần mà viền của cái viền dây á mọi người, đều là bằng vàng hết. Và cái núm cũng bằng vàng luôn. Cái vòng viền này cũng bằng vàng luôn nha mọi người. Đó, mọi người để ý nè. Thì nói chung là mình thấy Rolex á, nếu mà nữ mà các bạn mang size càng nhỏ thì nó càng đẹp và nó càng kiểu như là dễ bán hơn. Tại vì đồng hồ mà Rolex mà các bạn sẽ mang mà to quá tầm khoảng 36, tại lúc trước mình có cái gì khách kia chỉ tay cũng to, nhưng mà chỉ mang tầm 36 thì mình thấy là nó sẽ kiểu như là khi mình bán lại á, nó sẽ khó tiếp cận khách lắm. Đa số khách nữ thì đa số họ đều thích size 28 hoặc size 26. Thì cái này là mình thấy là cái size này là quá quá đẹp rồi mọi người. Nói chung là mang rất là đẹp. Cái khóa này là cái khóa của thập niên trước mọi người nè, thành ra là nó khác nha, cái phần chấu rồi. Và cái khóa này là đều là đời trước luôn, còn đời bây giờ thì nó khác mọi người ha. Thì cái đồng hồ này á mọi người, nó là cái khóa gập thôi, nhưng mà nó có thể chỉnh nắp mọi người nè. Cái này mình không cần phải cắt mắt nha, khi các bạn mua về các bạn chỉ cần chỉnh theo cái nắp này thôi. Tay mình nhỏ thì mình làm vào cái phần ở bên trong luôn, cái là mình đeo ngay cái nắp đầu tiên luôn. Còn không các bạn có thể nới ra tùy theo mọi người ha. Và cái đồng hồ này mọi người, khách vẫn còn để nguyên cái siêu luôn mọi người nè. Đó, cái siêu đấy các bạn có thể lột ra, nhưng mà mình nghĩ là để vậy cho nó đẹp. Nói chung là mình thấy là mọi thứ của cái em này đều là rất là đẹp luôn. Đó, nó không có cái nào mà gọi là xấu luôn mọi người. Thường thường là đồng hồ Rolex á, mình thấy cái này nè, khi mà mình search ở trên những cái phần eBay hay là Amazon á, mình thấy có những cái nó chày nè, họ sẽ chụp cho các bạn rõ luôn, nó bị chày này kia. Còn cái này là không chày mọi người ha.
và ở bên trong của nó là cọc kim cương nha mọi người. Và đây mọi người, đó đây là cái đồng hồ này mọi người, ở mặt trước thì nó sẽ có những cái viền đó bằng vàng hết luôn nha mọi người, và những cái phần mà xung quanh của cái điểm chỉ giờ đã bằng kim cương zinc của nó luôn nha mọi người. Đó các bạn để ý nè, bên hông những cái dây nè mọi người thấy không, tất cả những cái phiên bản mà nó bằng dây màu vàng á là nó là vàng 18k nguyên khối hết luôn nha mọi người. Mặt sau mọi người thấy không, vẫn còn mới mới tinh luôn. Mặt đáy cũng vậy, mặt đáy nó cũng còn cái siêu, bên hông cũng vậy luôn. Nói chung là tất cả cái đồng hồ này đều là đẹp cực kỳ luôn mọi người, và nó có ngay cái phần mặt kính đó mọi người, nó sẽ có một cái miếng để các bạn coi được ngày của nó đó, và khoa các bạn chỉ cần dứt ra thôi các bạn mở. Và đây khi mình mang vào các bạn thấy không, dù nữ mà có tay to hay tay nhỏ gì cũng được, mang vào rất là đẹp. Size 26 và size 28 là size chuẩn nhất đó mọi người. Size này là dễ mang và các bạn bán lại nó cũng có một cái giá trị rất là cao, nó không có kén khách giống như là size 36. Và nói chung là mình thấy đa số những cái phiên bản nào mà nó có cọc diamond đó mọi người, nó sẽ mang sẽ đẹp hơn. Tại vì phần mà có kim cương đó mọi người, đeo quá nhìn nó rất là lấp lánh, rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ thử lên tay cho các bạn xem ha. Nói chung mình thấy là cái này dù các bạn tay có to cách mấy mà các bạn mang cái này vô các bạn thấy vẫn đẹp à. Tại có nhiều người khách người ta vẫn sợ là tay to quá mà đeo nhỏ quá thì lại không thích. Thì bây giờ có nhiều người họ không thích mang đồng hồ nhỏ, mà cũng có người thì thích mang đồng hồ nhỏ. Nhưng mà mình thấy là nếu mà các bạn mang đồng hồ nhỏ thì nó sẽ có giá trị hơn. Đó nè, khi mà mình mang vào nè, nếu mà ví dụ như nữ đi, nữ mà lỡ nhìn mà tay mà to cỡ như mình đi, các bạn mang vẫn đẹp đó. Các bạn mang đồ nhìn nó rất là mỏng manh và rất là đẹp nha. Nói chung mà mình thấy là nữ mà mang to quá thì các bạn nên mang những cái đồng hồ mà thời trang giống như là Gucci nè, đó thì nó sẽ ok hơn. Còn về cái Rolex nè, nó thiết kế theo kiểu như là cổ điển classic các mọi người. Thành ra là các bạn mang mà nó nhỏ như vậy nè, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Các bạn mang đồ văn phòng hay là đồ gì cũng được luôn, nó đều hợp hết mọi người ha. Thì cái em này á mọi người, với cái mức giá là có 90 mấy triệu thôi mà các bạn được một cái đồng hồ Rolex để các bạn trải nghiệm thì nó quá tuyệt vời. Còn nếu mà các bạn mua mới bây giờ mọi người thì nó là phiên bản đời sản xuất mới nhất nha mọi người, không phải là cái đời mà đời trước, thì giá tầm khoảng 200 mấy chục triệu. Nhưng mà mình thấy thì nếu mà các bạn cảm thấy là 200 mấy chục triệu nó quá cái sức của các bạn á, thì các bạn có thể trải nghiệm với một cái mức giá là 90 mấy triệu cái em này. Thì mình nghĩ là càng về sau nữa là cái đồng hồ này nó càng hiếm hơn đó mọi người. Có nhiều người người ta hay sưu tầm đồ cổ là cũng có lý do, tại vì đồ cổ mà đồ càng cổ thì nó càng có giá trị. Hiện tại mình có cái em này sẵn nè, rồi mình có thêm vài em nữa, nói chung là cũng hơn một đời cũng có và thấp hơn một đời cũng có, mà cái em này mình thấy là ok nhất rồi nè. Có những em khác thì tầm khoảng 100 mấy đó, 100 lẻ mấy thôi mọi người, chứ không phải là 100 mấy chục triệu đâu. Giá nó cũng ok và cũng hợp lý. Nếu mà các bạn thích về Rolex thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Về máy móc ấy, mọi người thì mình sẽ bảo hành cho các bạn ha, một năm thôi. Về hàng chính hãng thì mình sẽ bảo hành cho các bạn trọn đời, cho nên là các bạn yên tâm sử dụng ha. Thì nếu mà mọi người thích cái video này, nếu mà mọi người thích cái đồng hồ này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo các bên để nhận những video mới nhất của mình. Các bạn nhớ dành một tim bên TikTok nha. Rồi bye bye, chào mọi người.